Xin kính chào toàn thể các bác trên mọi miền Tổ quốc. Trước mặt các bác đây là những cái mặt hàng em đang có tại cái kho hàng. Hiện tại là còn một ít hàng này, thì trong những ngày sắp tới em có giảm giá một số sản phẩm như là vỏ thùng loa xúc đơn, xúc kép 715, 725, 718, 728 và các loại xúc, nói chung là các loại linh kiện phụ kiện vỏ thùng loa, thì bên em là có giảm giá chút xíu các bác nhé. Kỷ niệm ngày mồng 2 tháng 9 đây, thì hiện tại em sẽ báo giá như sau. Trước khi báo giá thì em sẽ quay cho các bác xem là đây là những đơn hàng của bác khách đã lấy hàng này. Đây là đầu tiên là đơn hàng của anh Thái Hiệu, có địa chỉ tại Hồ Sen Lệ Thủy, Quảng Bình. Đấy, em che số điện thoại thôi để lộ tên này. Đấy, đã thanh toán 100%, cảm ơn bác khách rất nhiều. Vỏ thùng loa xúc kép mẫu năm 2002, anh lấy một đôi đã chuyển khoản 7,5 triệu. Thế bây giờ em có nhiệm vụ là mang ra bến xe gửi xe cho các bác, cước phí vận chuyển tầm 2 triệu đến 2 triệu rưỡi hoặc 3 triệu là bên em phải lo. Đấy, đã nhớ mồm nói bao ship cái là thôi chết rồi. Vào đây nhá. Vỏ thùng loa xúc cái mẫu năm 2002 thì hiện tại em còn có sẵn một đôi tại cửa hàng. Bác nào lấy gọi phát là em đóng gói em gửi luôn chứ không phải chờ nữa. Biết loại này bán rất là chạy rồi thì cũng báo giá luôn. Thì hiện tại em báo giá luôn trong khuyến mại này. Hiện tại em đang bán là 7 triệu rưỡi bao ship, 5 triệu rưỡi giá tại cửa hàng. Và trong cái ngày khuyến mại từ hôm nay đến mồng 2 tháng 9 thì giá là 5 triệu giá tại cửa hàng và 7 triệu giá bao ship gửi xe. Ở đây là cái vỏ thùng loa Naya Day nhá, Naya Day đôi 30. Cái này thì hiện tại em có 3 đôi đang có sẵn đây. Các bác nào thích thì em xả kho cho các bác. Hiện tại 3 đôi này em trước đang bán là 12 triệu 2 đôi, 15 triệu 3 đôi bao ship. Và trong cái chương trình khuyến mại ngày hôm nay đến mùng 2 tháng 9 thì là 2 đôi là 11 triệu, 3 đôi là 14 triệu bao ship các bác nhá. Giảm được chút xíu mà không giảm được nhiều. Và tiếp tục đây nữa là cái mẫu vỏ thùng loa xúc đơn mẫu extra bass. Mẫu này em đang bán là 5 triệu rưỡi một đôi bao ship và không có giá tại cửa hàng. Nếu mà các bác mà thích mà giá tại cửa hàng thì nó sẽ là vào 4 triệu giá tại cửa hàng các bác nhá. Giá là 4 triệu giá tại cửa hàng, 5 triệu rưỡi là bao ship. Cước phí vận chuyển một đôi này nhá, tầm trên 2 triệu đây, không ít đâu. Nếu mà gửi xa còn gần đây vớ vẩn vậy gần triệu một đôi rồi. Nên em đọc giá luôn, các bác nào có thích thì alo cho em. Đôi này em đang bán là 5 triệu rưỡi bao ship và trong khuyến mại thì chỉ có 5 triệu thôi bao ship gửi xe. Đấy. Nghe chừng cước vận chuyển hơi cao thì nhỡ mồm thông báo rồi. Thì đây là cũng là đơn của một bác khách khá là quen, có địa chỉ tại phố Nu, Bảo Thắng, Lào Cai và đã chuyển khoản 100%, không còn nợ nhìn nào. Đấy, bây giờ có nhiệm vụ là đóng xong rồi là gửi xe thôi. Gửi xe Lào Cai thì em chỉ có mang vài tấm bìa to xong là giải dưới xong là cho người ta kê cái hàng này lên thôi. Đấy, các bác nhé. Đấy. Thì hôm nay là giới thiệu các mặt hàng đang có sẵn và những mặt hàng hàng mới. Đấy. Nên là các bác nào có cần cái gì thì liên hệ trực tiếp nhé. Hiện tại là cửa hàng cũng khá là xanh sạch đẹp rồi. À đâu, cũng gọi là gọn gàng thôi chứ không có xanh. Gọi là khá là gọn gàng thôi. Vỏ thùng này dày thì dày đô 30. Đấy. Còn một số cái hàng gì đó thì trong sắp tới em sẽ quay review các bác sau nhé. Bây giờ dọn gọn gàng này là khá là vui rồi. Này, có chỗ để bày những cái hàng khác rồi. Nhìn cái đống kia vẫn... Đây, bây giờ em phải dỡ một đống này ra. Xong bắt đầu là dán phiếu vào. Chờ xe đến rồi là chở vào trong phố Trương Xá để gửi hàng cho các bác trên mọi miền Tổ quốc. Đấy. Em rất là thích các bác kiểu như này. Đấy. Thanh toán chuyển khoản luôn. Chắc là các bác cũng đang rất là cần thì không để mất thời gian hơn nữa. Bây giờ em sẽ đóng gói nốt dán với cái bì giấy kia xong bắt đầu là chở ra phố Trương Xá và chờ xe để gửi hàng cho toàn thể các bác. Đấy, các bác nào nhận hàng kiểm tra xong là phản hồi cho em nhé. Đấy, hàng của bên em thì nhiều cái đẹp nhiều cái xấu lắm. Nó nhanh thế. Như cái nô này thì em không gắn tem đâu. Ở khách này khách quen và chú không cần cho tem. Nhà anh đầy tem. Thì không cho thì cũng được thôi, nhưng mà thôi, lúc nào em gửi tem lên sau. Đấy, đây là vỏ thùng nhá. Toàn những mẫu khủng thôi. Không ngờ cái hàng này em bán nhanh thế, bán chạy thế. Đấy. Ok các bác nhá. Các bác nào quan tâm thì hãy trực tiếp với em. Xin kính chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong clip lần sau. Hôm nay là khai xe của ông anh này. Đấy, rất nhiều đơn. Một đôi Thanh Hóa. Nhìn vào anh ơi. Hai đôi anh Quyết lên sóng nhá. Không. Em đăng anh lên YouTube đấy.
một đôi Quảng Bình này, hai đôi Lào Cai này, những đơn của các bác đặt hàng thì yên tâm nhận hàng nhá. Đây thì đây các bác nhá, thì ở trong kia là một đôi Quảng Bình. Anh nói đi anh. Một đôi Quảng Bình đã chuyển khoảng 100%, đôi Lào Cai, hai đôi Lào Cai cũng chuyển khoảng 100%. Một đôi Hoàng Hóa Thanh Hóa chuyển khoảng 400, còn nợ từng ý tiền. Đấy. Ok, thì bây giờ xuống xe và anh em chúng em bắt đầu là nên lên đường phục vụ các bác nhá. Anh Quyết nhớ né né để em quay cái biển số nhá. Quả này hơi căng rồi. Đây. Phải mua một cái mic ở ngoài nữa, nếu mà trường hợp cần sửa audio ấy là mình sửa rồi. Thôi. Ok, thế bây giờ anh em chúng em phải đi gửi hàng đây. Kín xe nha. Đây là những cái đơn hàng những đơn hàng gửi đi này. Các bác nhìn thấy bên kia. Đó. Một đôi Thanh Hóa, một đôi Quảng Bình. Quảng Bình thì đây vẫn nẻ một chiếc. Đấy. Bên kia là đơn đi Lào Cai. Đây là đôi này là đi Thanh Hóa này. Đấy. Đây là đi Quảng Bình quê ta ơi này. Đấy, các bác xem đây là phố Trương Xá nhá. Đấy, bên kia là hàng của em. Sau xe này. Đấy.